chùa Hưng Ký nằm tại phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng là ngôi chùa có kiến trúc và nghệ thuật trang trí trên kiến trúc. Nói vậy là bởi sự đặc biệt trong kiến trúc khi sử dụng gốm nung có men nhiều màu sắc kỹ thuật cao để thể hiện các chi tiết từ kết cấu đến trang trí từ nóc mái đến tường trụ, từ tam quan chùa và các công trình khác. Đoàn thanh niên đơn vị này vừa hoàn thành công trình gắn mã QR code tại khu di tích này đã tạo sự thuận tiện cho người dân và du khách khi tới tham quan. Quận đoàn Hai Bà Trưng được quận ủy Hai Bà Trưng giao là đơn vị chủ trì thực hiện đề án 08 về ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và quảng bá di tích lịch sử quận giai đoạn 2021-2025. Và trong thời gian giai đoạn 2021 cho đến nay thì đoàn thanh niên quận Hai Bà Trưng chúng tôi cũng đã khánh thành được 25 trên tổng số 28 di tích lịch sử quận và dự kiến sẽ được gắn mã. Khách thập phương và nhân dân trong địa bàn dân cư chỉ cần quét qua mạng mã QR này thì đã nắm được hết toàn bộ nội dung của cái lịch sử của cái chùa Hưng Ký và đền Mai Sau ở phía sau này. Thế cho nên chúng tôi rất là phấn khởi. Chùa Bối Khê tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai là một trong những ngôi chùa lớn và cổ tại thủ đô. Chùa được xây dựng cách đây gần 700 năm. Đây cũng là địa điểm mà đoàn thanh niên đơn vị này chọn để quảng bá du lịch tới khách tham quan. Trong hành trình này, những bạn trẻ đều livestream trên Facebook với mục đích tiếp cận người xem trên mạng xã hội, giúp hình ảnh chùa Bối Khê được nhiều người biết đến. Chúng em cũng muốn quảng bá sâu rộng đến đông đảo người dân cũng như là du khách thập phương khi giới thiệu cho các bạn đoàn viên, các em thiếu niên nhi đồng và khách du lịch biết về ngôi chùa Bối Khê này cũng như là các di tích lịch sử trên địa bàn xã. Thì bản thân em cảm thấy rất là vui và cũng là tự hào khi được góp sức mình giới thiệu cho du khách biết về nét đẹp và văn hóa của địa phương. Không dừng lại ở những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thời gian tới các cơ sở đoàn của thành phố đặt mục tiêu sẽ tận dụng những nguồn lực tìm kiếm cơ hội kết nối với những người có sức ảnh hưởng với giới trẻ để đưa hình ảnh những điểm di tích đến với nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.